Trời ơi, thật là cảm lạnh. Mấy anh Trung Quốc có con chó, con mèo không mà lôi ra sách làm thành một câu chuyện rất là kiểu coi bánh cuốn á, thật là Hảo. À quên, chào các bạn đến với channel Quạt D. Channel của mình là chuyên làm về hướng dẫn edit video này, hình ảnh này, VFX này. Mai mốt sâu hơn thì quốc luôn cả 3D nữa cho các bạn luôn nha. Xem qua cái phần đầu với lại cái thumbnail là các bạn biết hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm cái gì đúng không? Thì chắc chắn á, về cái phần câu chuyện là các bạn phải tự nghĩ ra. Các bạn có thể xài mấy cái kiểu mà chat GPT nó rầm rộ mấy ngày nay cũng được, cũng hơi bị đỉnh á, các bạn nên mò thử xem sao nha. Còn về mặt mà animation chắc chắn là chúng ta phải làm bằng tay rồi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để nói chung là đầy đủ kiến thức để làm những cái video giống như vậy luôn. Ok chưa? Hy vọng là sau khi mà các bạn có cái thành quả thì có thể up vào trong group tổ quà để mình coi qua thử là bạn làm cái câu chuyện đó ra sao nhé. Tới với phần chuẩn bị của hiệu ứng này luôn ha. Mình giờ không có lòng vòng, nó vô là quất là chỉ luôn. Thì ở trong cái video này mình muốn hướng dẫn các bạn á, thì chia ra làm 3 phần nha. Phần đầu tiên là làm sao để khi mà con chó nó nói á, thì các bạn sẽ có những cái hiệu ứng mà rung, tức là chó nói tới đâu thì cái hình của con chó nó sẽ rung tới đó. Cái thứ hai là mình sẽ chỉ cho các bạn đi animation gắn tay, gắn chân, rồi khi mà quăng một vật thể nó sẽ như thế nào. Cái thứ ba á, là cái này cũng nhiều bạn hỏi lắm nha, làm sao để cho cái con mèo mà nó nói lúc liên tục như vậy theo đúng những cái gì mà cái voice nó nói. À cái này cũng dặn luôn là mình hướng dẫn những cái quan trọng nhất thôi, còn mấy cái bối cảnh sắp xếp bố cục rồi di chuyển sao thì cái đó tùy các bạn xây dựng câu chuyện. Bây giờ mà mình gắn mấy cái đó vô trong timeline là các bạn không biết mà mình đang giải thích tới đâu luôn, tại layer tùm lum mà, cho nên là quan trọng thôi nhé. Đợt vừa rồi mình cũng mất tiêu cái Facebook á, cho nên đây là cái tài khoản Facebook mới của mình, các bạn có thể follow ở đây. Còn sắp tới mình dự định làm mấy cái reel ở trên Instagram cá nhân của mình, chia sẻ về cái công việc nè, cái cách mà mình làm việc. Rồi nói chung là các bạn hỏi cái gì đáp cái gì nữa thì mình cũng sẽ trả lời trên cái Instagram đó bằng cái reel á. Hy vọng được mọi người thêm một vài follow trên Instagram nữa nha. Tại hả, đa tạ các anh em huynh đệ rất là nhiều đó hả. Bây giờ mình với các bạn tới với là cái đầu tiên là làm cho cái con chó nó nhấp theo đúng cái giọng voice mà mình nói ha. Vô. Đây là cái hình con chó mà mình đã tách ra cái tay nè, cái chân nè, cái body nè. À, chỉ cần như vậy thôi, rồi sau đó các bạn lưu nó lại thành một cái file BSD. File của Photoshop á, các bạn quăng thẳng vào trong After Effects là nó nhận liền. Trong đây nó hiện ra ba cách import hình thì mình thấy cái option thứ ba là ngon nhất khi mà các bạn muốn làm animation ở trên After Effects. Bấm OK, lúc này các bạn sẽ nhận được một cái com. Bấm vào trong cái com này á, thì đó là một cái hình giống y chang như những gì mà bên Photoshop hồi nãy bạn sắp xếp đúng không? Nè, có cái tay trái nè, có cái tay phải nè, có cái body nè. Rồi đó, bây giờ copy nó, quăng qua bên cái com mà cái nơi mà chúng ta diễn ra cái câu chuyện, nơi mà chúng ta sắp xếp mọi đồ vật rồi xung quanh bối cảnh đồ á. Chắc là mình cũng đổi tên ba cái layer, cái tay trái, tay phải và cái body, chứ không lát nữa là coi là các bạn dễ nhầm lẫn lắm. Tạm thời ở đây là mình sẽ cho nó ẩn cái tay phải và cái tay trái đi, để lát nữa nó sẽ tới một cái trường hợp mà chắc chắn các bạn sẽ dính khi mà làm cái thể loại này. Để cho con chó nó rung theo giọng nói thì cũng cần có âm thanh đúng không? Bây giờ mình kéo cái phần âm thanh vô trong After Effects luôn này nha. Để check được cái sóng âm thanh của cái layer này, các bạn bấm là hai chữ L cùng một lúc, nó sẽ hiện ra mấy cái sóng á, để các bạn dễ canh cái animation hơn. Nghe thử coi sao nha. Xem video mà không like thì quá là tàn nhẫn. Đó, nhớ chưa? Bây giờ mình với các bạn sẽ đi tạo keyframe dựa trên những cái sóng âm thanh nè. Thì bạn click chuột phải vào trong cái layer âm thanh, chọn vào trong cái dòng là Convert Audio to Keyframe. Phần mềm sẽ tạo ra cho các bạn một cái layer mới hoàn toàn. Nó có cả keyframe dành cho tai nghe bên trái và tai nghe bên phải, mà không có cần hai cái đó, là mình xóa nó đi luôn, không có giữ lại. Thì bấm vào trong cái bold, các bạn mở cái đồ thị lên, thấy âm thanh của chúng ta đã tạo ra các cái keyframe mà nó chạy thành cái đồ thị luôn không? Giờ muốn á, là con chó nó sẽ nhảy theo cái âm thanh đúng không? Thì các bạn chỉ cần mở cái thông số scale ra, sau đó các bạn bấm vào trong cái cục link của scale, nối nó qua cái thằng slider. Thì bây giờ á, thằng slider nó nhảy bao nhiêu thông số thì thằng scale sẽ nhảy y chang như vậy luôn. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây á, là vừa link xong là cái con chó của mình nó biến mất luôn. Là tại sao? Tại vì cái slider cái thông số nó có 0.mấy à, mà cái scale mà nhảy 0.mấy thì làm sao mình thấy được đúng không? Để khắc phục á, thì mình cần chọn Z lại, mình không có cho link cái scale thẳng vô nữa. Mình phải giải quyết thằng slider trước. Đầu tiên là đảm bảo kim thời gian phải nằm ở một cái vị trí nào mà cái thông số nó khoảng tầm về 0. Sau đó bấm vào chữ slider để chọn hết tất cả cái keyframe của nó. Rồi các bạn bấm tăng lên đến khi nào mà cái thông số này nó đạt gần ngưỡng khoảng 100 hoặc là 100 tròn là càng tốt. Để giải thích đơn giản là các bạn đang cộng thêm 100 cho tất cả các keyframe của thằng slider. Xong rồi á, link lại cái thông số scale của con chó vô trong cái slider lại.
Thì bây giờ cái kết quả nó mới giống giống rồi nè. Nhưng con chó nó rung nó quá nhẹ đi, nhìn nó không có đủ lực giống như ở trong cái video kia đúng không? Vậy thì cái cách giải quyết đơn giản là tăng cái dao động của cái slider lên bằng cách vô trong cái đồ thị của nó nè. Các bạn quét chọn hết tất cả các cái keyframe ở trong cái đồ thị này lại cho mình. Nhớ quét cẩn thận nha, chứ không là nó nhảy là lộn á. Chọn xong, nhìn qua cái cột thông số bên trái nè. Slider đang chạy từ 100 đến 103 là rất là nhỏ. Bây giờ mình phải kéo giãn cái đồ thị nó lên. Thì mình kéo lên là khoảng 125, các bạn coi lại nè. Đó, từ 100 tới 125 là nó khác liền, nó rung khác liền đúng không? Nhưng bây giờ mình muốn nó nhỏ lại thì kéo cái đồ thị xuống một xíu, khoảng 110 mấy thôi cũng có thể là ok rồi đó, 115 nè, coi nè. Đó, dễ dàng không? Cái phần vừa rồi các bạn thấy nó đơn giản đúng không? Nó dễ cả. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tới với lại cái cách làm sao để gắn cái tay vô, gắn cái chân vô, sao để cái tay nó cũng nhấp theo cái body, cái thân của con chó nữa. Cơ mà trước khi vào trong cái phần hướng dẫn tiếp theo thì mình muốn thông báo với các bạn là mình cũng đang làm khóa After Effects. Cơ mà theo cái mục lục những cái nội dung giáo trình mà mình muốn làm á thì nó dài. Nếu mà lăn chuột là dài lắm luôn á. Nói chung cái gì mình cũng muốn hướng dẫn các bạn ở trong khóa After Effects đó đầy đủ luôn, giống như khóa Premiere hiện tại của mình nè. Vì lý do đó cho nên có thể là khóa học nó sẽ ra hơi lâu một chút. Trong lúc này thì các bạn có thể tham khảo qua khóa học Premiere Pro. Việc học biên tập video nó sẽ giúp các bạn có một cái nền tảng rất là tốt trước khi mà qua After Effects. Tại vì những cái mà mình thấy xây dựng trong After Effects hiện tại á, nó có nhiều cái mà nếu như các bạn không có một cái căn bản về việc edit video thì rất là khó để kiểu tiếp thu nó dễ. Mà cái khóa Premiere thì mình xây dựng để cho các bạn học rồi đi làm mà, cho nên là cứ yên tâm nhé. Còn nếu mà ai muốn sản xuất những cái nội dung cá nhân đơn giản thì có thể tham khảo khóa cấp PC của mình cũng được. Khóa đấy thì rất là tốt cho những bạn nào mà thích edit đơn giản. Link của hai khóa học mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Các bạn nhắn vào inbox là sẽ được tư vấn ngay lập tức nha. Rồi, bây giờ chúng ta vào ghép tay ghép chân nè. Tại sao ban đầu mình không gắn tay gắn chân luôn? Thứ nhất, chắc chắn sẽ có một vài trường hợp mà các bạn làm video các bạn phải gắn tay gắn chân, gắn chai nước hoặc gắn những cái đồ vật sau khi mà các bạn hoàn thành cái phần rung. Đó, câu chuyện tới đâu thì mới ghép vô tới đó chứ đúng không? Hiện tại là thấy mỗi người rung mà tay nó chưa có rung rồi đó. Thì trước khi mà các bạn ghép cái tay vô trong cái người, mình khuyên các bạn là nên di chuyển cái tâm của cái tay đến với lại cái điểm tiếp xúc với lại cái body của con chó, tức là cái nách á. Bây giờ đơn giản là các bạn nhấn vào trong cái cục link của cái tay trái á, nối vào trong cái body. Ok rồi thì coi kết quả nè, thấy chưa? Cái body nó như thế nào á, là cái tay trái nó đi theo y chang vậy luôn. Đối với tay phải thì cũng làm tương tự thôi. Di chuyển cái tâm của cái tay đến gần cái nách, sau đó link cái tay trái với lại cái body. Bây giờ coi cái video nè. Các bạn đã thấy đỉnh chưa? Giờ mới là lúc giải thích tại sao hồi nãy là đưa cái tâm của cái layer cánh tay ra tới cái nách. Đó, các bạn rotation thử xem, có phải là nó sẽ hợp lý không? Làm gì nó cũng phải có tính toán chứ. Rồi, ở đây mình phải căn dặn các bạn một vài cái. Thứ nhất, khi mà các bạn muốn thay đổi cái vị trí của âm thanh thì các bạn cũng phải kéo nó chung với lại cái layer mà hồi nãy các bạn tạo keyframe từ cái âm thanh á. Hai tụi nó bắt buộc phải đi chung với nhau nha. Để cho nó dễ quản lý á, thì cái layer keyframe các bạn nên đặt gần với lại cái layer âm thanh. Các bạn cũng nên tắt luôn cái layer keyframe đi nhé. Tại vì nó không có cần thiết để hiển thị, mà nó có một cái cục nó giống cái null khi làm việc á, dễ bị bấm nhầm lắm. Chắc chỉ căn dặn đơn giản vậy thôi ha. Rồi giờ tới khúc animation nè. Theo mình thấy á, nhìn thì nó dễ, nhưng đối với một số bạn mới, khi mà nhìn vào thì không biết là nên animation bắt đầu từ đâu, đúng không? Bắt đầu từ cái vật thể nào. Ở đây mình có một cái mẹo như thế này. Đó chính là các bạn sẽ ưu tiên đi animation những cái nào mà tổng, những cái nào to nhất, rồi sẽ tới những cái nhỏ. Cụ thể trong trường hợp của chúng ta là cần phải đi animation con chó trước, rồi sau đó mới điều khiển cánh tay, rồi cuối cùng mới là điều khiển chai nước. Và đương nhiên khi mà chai nước mang ra thì phải điều khiển thêm một bước riêng cho chai nước nữa. Rồi nhớ cái mẹo này nha. Dễ nhất là ở đây các bạn có thể đi keyframe ở cái thằng body luôn bằng cái position á cũng được. Nhưng mà hiện tại là cái scale nó đang bị link với lại cái thằng khác, cho nên là sau này lỡ các bạn muốn đụng tới scale thì nó sẽ hơi khó. Bây giờ cách giải quyết đơn giản nhất là tạo ra một cái null object, sau đó link cả cái body vào trong cái null này. Trước khi mà link á, nhớ chỉnh lại cái tâm của cái null ở giữa cái tâm của con chó nha. Rồi chúng ta kéo cái cục link của cái body lên cục null thôi. Từ bây giờ là cứ đụng tới con chó là các bạn điều chỉnh cục null, chứ không có cần phải đụng tới cái body nữa, thấy chưa? Theo như mẫu ban đầu, bây giờ mình cần phải đặt keyframe ở position cho con chó nó đi từ bên phải màn hình qua hết bên trái. Mấy keyframe này giờ nó cơ bản quá rồi, cho nên mình sẽ làm hơi nhanh một chút, các bạn thông cảm nhé. Như vậy là con chó nó đã di chuyển rồi. Trời ơi, nhìn nó vừa đi vừa nói hơi mắc cười. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần tay và chai Coca-Cola nè.
Không biết các bạn có để ý không, chứ bây giờ cái layer tay trái của mình á là chỉ có thể dùng cái thông số của rotation là xoay lên xoay xuống được thôi, chứ không có dùng cái position được nữa. Tại vì dùng position là con chó lìa cách. Giờ là lấy cái chai Coca vô, sau đó làm sao để đặt nó lên trên tay của con chó. Và đương nhiên bạn cũng phải điều chỉnh lại cái tâm của chai Coca, làm sao cho nó sát với lại cái vị trí tiếp xúc với lại cái tay. Nhớ là tiếp xúc với cái gì thì đặt tâm ngay cái vị trí tiếp xúc đó. Hôm ấy cho mình hỏi là tới khúc này các bạn có biết chai Coca sẽ link với lại cái tay, link với lại cái body hay là tay phải không? Chắc chắn là phải link với lại cái tay trái, cái tay mà nó tiếp xúc rồi. À quên rồi, phải cho các bạn coi qua thử là bây giờ con chó với lại cái chai Coca nó như thế nào chứ, đúng không? Đó thì hiện tại là mọi thứ nó đang rất ổn. Bây giờ tới cái khúc là quăng cái chai đi nè. Để quăng cái chai đi, mình chỉ cần đặt cái keyframe trong cái rotation của tay trái thôi. Các bạn thấy không? Điều chỉnh mỗi cái tay thôi là cái chai nó dính liền luôn. Chắc là mình chỉ đặt một vài cái keyframe ban đầu để cái tay nó lên xuống khởi động thôi. Tới khi mà cái chữ tàn nhẫn vang lên, mình sẽ đặt hai cái keyframe để làm sao cho cái tay nó có cảm giác là văng ra phía trước. Xem video mà không like thì quá là tàn nhẫn. Liếc qua sơ bộ là thấy ok đó. Bây giờ xử lý làm sao cho cái chai nó văng đi mới là vấn đề nè. Nói chứ dễ lắm. Đến cái lúc mà cái chai nó phải rời chủ để ra đi rồi á, thì các bạn cắt đôi cái layer ra. Cái phần trước thì giữ nguyên, còn cái phần sau chúng ta sẽ gỡ cái link với lại cái tay trái đi nhé. Tại vì là nó không còn thuộc về con chó nữa, nên là nó phải tách ra thôi. Giờ nhiệm vụ của mình với các bạn rất là đơn giản, là đặt keyframe làm sao cho cái chai nước nó văng ra một cách hợp lý. Cơ mà đừng có quên là chỉnh lại cái tâm của cái chai Coca về giữa chai nha. Mặc dù là trong trường hợp này mình không có xài đến nó, nhưng mà chắc chắn trong thực tế nếu như các bạn làm á là các bạn gặp nhiều lắm. Ở đây thì mình sẽ đặt keyframe cả position nè, scale nè, rồi rotation luôn. Cho cái chai từ cái vị trí này ra vị trí khác thì nó dễ, nhưng mà cho cái cảm giác mà nó quăng như là thật á thì sẽ hơi khó với những cái bạn mà mới chơi. Cho review qua coi thử ha. Này, nhìn nó cũng còn bạn nào mà thích nó đúng với lại những cái định luật vật lý thì có thể vào trong cái bảng đồ thị của các cái keyframe điều chỉnh lại cái tốc độ rơi nhanh chậm rồi đó. Mà mình khuyên là ai có khả năng cảm nhận được mấy cái chuyển động tốt á thì nên đầu tư thời gian vô làm cho nó mượt cũng được. Bản thân mình thấy để làm cái kiểu hoạt hình như cái video Trung Quốc thì các bạn không có cần phải animation mà kiểu đúng với lại cái vật lý đâu. Làm như vậy nó cần phải có kinh nghiệm và xử lý rất là lâu. Cho nên là nếu như các bạn mà đi animation nó hơi thô một chút cũng không sao cả. Quan trọng là câu chuyện thôi. Còn nếu mà các bạn cố gắng đi nó mượt mà thì càng tốt thôi. Hơi tốn thời gian. Chỉ vậy à? Sai. Nhưng mà chưa xong đâu. Cái vụ mà các bạn đưa cái tay nó đi thẳng như này á, này cũng quá dễ rồi. Bây giờ mình muốn làm cái khuỷu tay nè. Đó, nó cũng cong luôn. Vậy thì phải làm sao? Rồi đôi lúc cái người nó chồm xuống nữa, nó buồn á. Đó, phải làm sao? Ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn một cái công cụ tên là búp bẹt. Thì cái công cụ này sẽ giúp các bạn mà đính mấy cái điểm vô xong rồi bẻ cong cái hình ảnh á. Rất là hay. Rồi, vô nha. Để sử dụng được cái công cụ búp bẹt thì tạm gọi nó là cái công cụ dùng để gắn xương đi nha. Thì các bạn đơn giản là đưa cái keyframe về cái vị trí bắt đầu của cái tay, sau đó bấm vào trong cái công cụ này nè. Đó, rồi bắt đầu tạo những cái điểm căn bản, những cái khớp mà của cái tay á. Ví dụ ở đây mình tạo 3 điểm, sau mình tạo thêm 2 cái điểm rối ở giữa nữa. Khúc này để ý nè, mình bấm vào trong cái layer tay trái, sau đó bấm phím U thì nó sẽ sổ ra tất cả những keyframe ở trong layer, đúng không? Các bạn có thấy luôn là những cái điểm rối mà ta vừa tạo á, là đã được đặt keyframe luôn rồi đó. Giờ chỉ việc điều chỉnh lại các cái khớp rối, cái tay ở ngoài đời cầm cái chai sao lại trong đây cứ chỉnh y chang vậy nha. Ok, sau đó chúng ta đưa cái kim thời gian ra đến cái chỗ mà nói cái chữ tàn nhẫn á, đặt keyframe để duỗi thẳng cái tay ra. Nói chung điều chỉnh cái búp bẹt này nó dễ quá mà, đúng không? Đó, sau một hồi là chúng ta có kết quả rồi. Trời ơi, nó hợp lý quá là hợp lý luôn. Thì ban đầu á, là mình định hướng dẫn các bạn cái loop expression, nhưng mà thấy nó hơi cồng kềnh với lại kiểu khó để các bạn control á, cho nên là mình hướng dẫn các bạn làm bằng keyframe luôn nha. Nhanh gọn tiện mà dễ thay đổi nữa. Chốt. Thâu con mèo á, các bạn phải chuẩn bị bên cái Photoshop thật là kỹ nha. Bây giờ mình mở cái layer con mèo há miệng ra mà mình tắt mở mà các bạn thấy nó hợp lý á là ok. Lúc này chúng ta sẽ lưu thành file BSD giống như hồi nãy, rồi kéo nó vô trong After Effects xử lý thôi. Option chọn y chang hồi nãy. Nè, khúc này để ý nha. Bây giờ chúng ta đang có một cái com là PopCat là con mèo đó. Mình sẽ double click và mở cái com này ra. Các bạn làm cho mình một việc là chỉnh layer làm sao để cho lúc á thì con mèo nó ngậm miệng lại, lúc con mèo thì nó há miệng ra, trong khoảng tầm 1-2 giây thôi cũng được rồi. Còn nhiều là cắt bỏ hết cho nó gọn. Nhớ cái mèo này nè, là bấm Ctrl K để thay đổi thời lượng của cái composition này.
tại vì sợ là lát nữa cái con mèo của bạn edit trong khoảng tầm 1 đến 2 phút vì sao, đúng không? Cho nên cái thời lượng với cái com nó cũng phải dài ra đấy đã. Rồi ok ha, bây giờ chúng ta trở ra ngoài cái com mà nơi mà chúng ta xây dựng câu chuyện á. Tiếp theo, kéo cái con mèo hồi nãy vừa chỉnh vào trong cái timeline. Click chuột phải vô trong cái layer, mở cái chế độ time remap của con mèo lên. Các bạn sẽ thấy ở cái keyframe này là con mèo nó đang ngậm miệng. Kéo kim thời gian ra khúc nữa là con mèo nó há miệng. Lúc này các bạn đặt thêm cho mình một keyframe nữa. Khúc chỗ này mà ai không hiểu về time remap á, thì mình giải thích đơn giản cho các bạn dễ hiểu nè. Cái keyframe nằm bên trái nó lưu lại cái thời điểm mà con mèo nó ngậm miệng lại. Cái keyframe mà chúng ta vừa tạo ra mới đây nè là lưu lại cái thời điểm mà con mèo nó mở miệng ra. Có phải kết quả là khi chúng ta đặt hai cái keyframe này gần nhau thì con mèo sẽ đóng miệng, mở miệng? Và kết quả là bạn chỉ cần lặp đi lặp lại hai keyframe này thì con mèo nó sẽ đóng miệng mở miệng liên tục không? Nhưng trước khi lặp lại các cái keyframe thì các bạn phải để ý là cái composition popcat nó bị đen thui cái phần sau. Tại vì độ dài của con mèo bên trong nó không có đủ, hồi nãy chúng ta cắt nó ngắn ngủn rồi nhớ không? Cách đơn giản để khắc phục cái vụ này á là các bạn đưa cái keyframe về cái chế độ đóng băng. Xử lý được rồi ha, bây giờ đưa hai keyframe này lại gần nhau, sau đó nhân bản ra. Nếu mà thấy các keyframe nó sát quá, mèo nói hơi nhanh thì chọn hết tất cả các cái key, sau đó nhấn giữ Alt kéo ra phát, đó, nó giãn ra liền. Bây giờ con mèo khúc nào mà nói là các bạn cứ dán mấy cái keyframe này ra, vậy là xong đúng không? Đơn giản mà. Còn lại cái kịch bản với cái độ sáng tạo là do các bạn chứ không phải do mình. Mà có sản phẩm thì đăng vào đâu ạ? Cuối cùng thì do thuật toán của YouTube nó lại ưu tiên mấy cái video nhiều like, cho nên là video kiến thức thì cũng rất là cần nhiều like để nó có thể chia sẻ tới nhiều người hơn. Thì các bạn nhớ ủng hộ thêm mấy cái nha, dùng mấy tài khoản like cho mình cũng được. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem tới khúc này. Nếu mà thắc mắc thêm cái gì nữa về edit, hiệu ứng đủng đỉnh gì đó thì cứ comment ở phía dưới, mai mốt mình chỉ cho. Còn không thì đăng vào trong group tổ quả, ở trong đấy thì mình dễ xem các video hơn, thì mình biết là các bạn muốn mình chỉ gì. Vậy nha, rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.